Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay cũng như mọi khi mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Nãy giờ nói thiệt mấy bạn, mình lội hết đứt một luồng lưới rồi đó các bạn, không dính một con nữa các bạn. Giờ mình lên luồng lưới thứ hai nha mấy bạn. Cái này dính yếu quá mấy bạn ơi. Cái này đi thăm một cử mà kiếm 5 con rắn hơi bị khó mấy bạn. Lâu lâu mới trúng được, trúng là mới được 5 con mấy bạn. Quá trời ít dính rồi. Thì đằng trước này mình cũng có tay mấy bạn. Nãy giờ mình vô bờ này 2-3 tay cũng dính rồi. Để ở dưới góc này có tay mình test thẳng luôn mấy bạn ơi. Tay này lúc trước cũng có dính con rắn lãi nha các bạn. Dưới góc này các bạn. Ờ, có hàng mấy bạn ơi, không hành nữa bạn ơi. Đây. Đó, con này không to hung nha mấy bạn. Bạn nhìn thấy không? Đã không? Lội nãy giờ mệt lại thấy con cũng thấy đỡ khỏe khỏe được chút mấy bạn, phải dính con chừng ký cho đã mấy bạn. Con này cũng không to hung. Đó. Dưới đây ngay chằng chỗ cái ánh nắng nên mình hơi khó quay, mấy bạn xem thông cảm giùm mình nha. Hơi khó quay quá các bạn ơi. Đó, đó, ở đây thấy cái đỡ đỡ. Các bạn thấy không? Đã không? Đó. Con hành này chừng khoảng 300 ngoài 400 gram nha các bạn. Con này không bự hung nha các bạn. Còn sống nha các bạn. Còn sống mấy bạn ơi. Chỗ này ánh nắng khó quay qua nha các bạn. Mấy bạn có xem thông cảm giùm mình nha. Đây, cỡ này thì chỉ có lai dính hổ hành này, lai gai này mấy bạn ơi. Lâu lâu dính được một con lãi, con hổ ngựa đồ các bạn. Có cửa gồi im mấy bạn ơi, cửa gồi nhưng mà mình đỡ nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy đã không? Em hoành lắng con nha. Cửa gồi mình bán gắn lãi lên nữa đó nha mấy bạn. Hổ hành nó cũng cầm giá chứ gắn lãi lên giá. Hổ hành thì nó bình nó xuống 50.000 ký, 20.000 ký. Hổ hành thì nó xuống chứ nó không lên, nhưng mà nó cũng đợt rồi cực giữ giá không có xuống giá, có gắn lãi lên 270 nha mấy bạn. Lãi cái này nó lên dùng dục rồi mấy bạn ơi. Hổ ngựa thì nó cũng có 190.000 nha mấy bạn, còn gắn lãi là nó lên vậy đó, quê mình nha mấy bạn. Quê mình năm nào cũng vậy, cỡ mấy tháng này đâu gắn lãi lên dữ lắm lên mấy bạn, nó dính mà lên giá rồi. Mình bữa nay đi cũng có mình nên nha mấy bạn thông cảm cho mình tạm ngưng máy đây nha mấy bạn. Mình xử lý con hổ hành này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem nha. Rồi nãy giờ thì thành quả mình cũng mới có được con hổ hành nha bạn. Này mình vô bờ mãn cầu quen thuộc của lúc trước mình có quay mấy lúc trước này nha bạn. Mãn cầu này giờ còn được có tay lưới mấy bạn ơi, do mấy ông chủ ruộng phát cái đợt cỏ nhiều đợt phẩm đó mấy bạn, giờ người ta phát máy lên lại mấy bạn, phát chấm chân đứt hết chân lưới nha bạn. Thì đây hành trang của mình nó cũng như mọi ngày nha bạn. Này là con hổ hành hồi nãy nó mới dính nha bạn, được con nè. Đó. Con hổ hành đâu chừng 300-400 gram rồi đó các bạn ơi. Đó, con này nước chai nước đem theo uống với gói thuốc mình hút nha bạn với lứ. Mà cỡ này đem lứ theo nó dặm chứ cũng dặm không được nữa mấy bạn ơi. Mấy bạn có nghe ồn thông cảm gì mình nha, tại bên đó có ông chủ vườn ông đang tứ mãn cầu đó mấy bạn. Cỡ này đem lứ theo nó dặm chứ cũng không có chỗ dặm nữa mấy bạn ơi. Cỡ này nó muốn hết mùa, ý mình cũng muốn dặm, có mấy tay lưới gách chỗ nào mà dính nhiều lần rồi nó bị gách á mình mới dặm vô chỗ đó mình bỏ thấy tiếc thôi bạn. Rồi mình test thẳng luôn nha các bạn. Đây bờ mãn cầu nha bạn, hết biết trái không đó. Đó đó ông anh ông tứ mãn cầu bên đó bạn thấy không đó. Rồi ở đây mình có con tay nha bạn. Cha quậy dữ con gì ta, con gì quậy dữ là trộn gắn lãi mấy bạn ơi, gắn lãi quá bự. Đây mấy bạn nhìn thấy một đống không, lại nhìn thấy nó quậy một quần mấy bạn ơi. Nên biết rồi gắn lãi mấy bạn ơi. Gắn lãi nhìn hổ ngựa mấy bạn, gắn lãi cả nửa ký nha mấy bạn. Quá đã bạn ơi. Cỡ này mình nói thiệt mấy bạn ha, gắn lãi như gắn lãi này ha là mắc tiền hơn hổ hành hồi nãy mình bắt cho bạn xem đó. Gắn đó giờ là rẻ hơn gắn này nha các bạn. Gắn đó cử gọi mình bán cũng được 250.000 ký nha các bạn. Gắn lãi hổ hành chứ, hổ hành 300 gram trở lên 580 nha các bạn. Còn gắn lãi này thì đợt rồi mình bán tới 270 nè. Mà hổng gà chưa dính gắn khủng nữa, trở lại bữa nay có con này khủng quá nha các bạn. Gắn lãi này là lâu năm rồi nè các bạn. Gắn cụ á, mấy gắn lãi cụ mới được vậy nè. Con này từ nửa ký 600 gram ăn nha các bạn. Quá trời bự rồi. Các bạn nhìn thôi giống mấy hổ hèo nhỏ không. Đó, mình nắm đuôi nó cho chắc ăn nè các bạn. Tại lưới nó tàn này nha các bạn, để nó giật chạy gách lưới cái ủ nha các bạn. Đó, con này mới dính còn đẹp nha bạn. Thật cái đầu nó quỵ dưới đó, gị dưới đó kìa. Để mình đạp cái đuôi nó giật mấy bạn xem. Đó, cái đầu nó dưới đó đó nha bạn. Thôi khó mấy bạn thông cảm cho mình, tại mình đi có mình ên nào tay cầm nó tay quay vậy mấy bạn. Còn mình buông cái nó quậy dữ lắm mấy bạn, quậy cái tét thịt à. Các bạn thấy dần ôm đã không?
Gắn lãi này to, lãi này từ 6 chấm luôn rồi, hơn nửa ký rồi. Đó mấy bạn, đi cảm giác thấy dính cái thấy đã nha các bạn. Còn không dính cái thấy cảm giác nó mệt mỏi nha các bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy đây nha các bạn. Mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo các bạn. Có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Tại mình vì mình đi có mình nha các bạn, thông cảm cho mình nha. Rồi mình lội nãy giờ cũng không dính mấy bạn ơi, bữa nay quá trời dính yếu mấy bạn ơi. Thành quả nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy nè, được có hai chú nha các bạn, một chú lãi một chú hành nha các bạn. Này mình xuống tới khu vực bờ xài nha mấy bạn, này quá yếu các bạn. Thôi mình đi tới luôn nha các bạn. Ở trước này mình có tay là mình test thẳng thấy nha các bạn. Đây là người ta nuôi cá tra thịt nha các bạn, còn đây là xài. Ở dưới góc này mình có văng tay nha các bạn. Chà, có dính mấy bạn ơi, có dính rồi, chết queo rồi mấy bạn ơi. Cái này bị chuột cắn rồi mấy bạn ơi. Bạn thấy chuột nó bìm bịp dĩ cắn nó móc nè, bạn thấy không? Gắn này mày thôi còn sống nha bạn, lú cái đầu ra khúc vậy là không có đường chết nha mấy bạn. Cắn mấy bạn thấy bể đầu luôn nè. Gắn vàng tư đã ghê mấy bạn thấy không? Nước gắn cũng to nha bạn, gắn này có 400 g nửa ký nha bạn, 400 g mà chứ không được nửa ký đâu. Mấy bạn thấy móc banh chạnh chân nè, gắn này còn tư luôn đó. Bỏ móc banh chạnh vậy bỏ luôn mấy bạn ơi. Này chắc chuột để lại cắn đứt dây viền luôn nè các bạn. Rồi đứt dây viền luôn. Ta lưới này ta 3 phân gửi nha các bạn. Văn lưới này mình đón ở đây có gắn bự văn 3 phân gửi nha các bạn. Thì 3 phân gửi mấy bạn văn gắn nước khoảng 300-400 gram nó cũng dính mấy bạn. Tại gắn nước cái đầu nó bự với nó cục mấy bạn, nó mập cho nên nó thông thường thì nó sẽ dính. Còn như mấy con gắn hổ hạch đồ 300 gram không dính nha các bạn. Với gắn lãi đồ 300 gram cũng không dính luôn nha các bạn. Gắn lãi là khoảng từ 600-700 gram mới dính, tại lưới 3 phân gửi nó mặt nó lớn nha các bạn. À, bữa nay thắt thu mà đi còn gặp tình trạng này nữa nha mấy bạn. Bây giờ đi thăm dính con là thấy mượn con đó, còn gặp tình trạng này là coi như là bữa nay coi chừng hiu hiu nha các bạn. Rồi con gắn này thì mình cũng bỏ rồi, mấy bạn cũng cho mình ngưng máy đây nha. Mình xử lý nó xong mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Mình xử lý nó ra bỏ mấy bạn ơi, hoặc nay còn đường dính, còn nếu để nó vậy là thu qua tay lưới này cũng banh luôn rồi, chuột cũng cắn banh hết trơn này mấy bạn ơi. Cho mình tạm ngưng đây đi. Nãy giờ mình lội cũng 5-6 tay nó cũng dính mấy bạn ơi, cũng sắp hết lưới nha mấy bạn. Mình về tới khu vực bờ mãn cầu tiếp tục mấy bạn ơi. Này bờ mãn cầu đầu dưới nha mấy bạn. Đây. Rồi ở trước cặp mấy sông này mình có tay nha bạn. Tay lưới này có lúc trước mình có lần mình thăm nó dính được một cặp gắn hổ ngựa 1,6 kg đó nha các bạn. Ngay đây nè, dính mấy con gắn lại bự bự nữa đó các bạn. Bữa nay không biết sao có hàng không đây. Chà có hàng các bạn ơi, có hàng có hàng. Gắn lại nha các bạn. Chà gắn lại này cũng to nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, con này nó lú ra hơi xa nha mấy bạn, để mình nhìn mình chụp cái đầu nó để nó táp mình nha mấy bạn. Cái nón cho chắc ăn mấy bạn, để chạy trước tại. Đó đây. Những mấy con máy mặt lưới nha các bạn, đây bạn thấy không, nhờ lưới này lưới mới nha các bạn. Con gắn này khôn quá, nó đi có một mặt lưới nha các bạn. Nè các bạn thấy dính con mặt lưới này một không, gắn to nha các bạn. Gắn này từ 400 gram tới nửa ký nha các bạn, mà chắc không được nửa ký đâu, 400 gram mấy bạn ơi, thủ 400 gram đó bạn thấy đã không. Con này là con thứ tư nha mấy bạn, mà mình xài được có 3 con nha mấy bạn. Còn nó hồi nãy mấy bạn cũng đã thấy đó, mới chết con gắn nước đó nha các bạn. Đó tay lưới mình cũng văng có tay này có 5 tấc nha bạn. Đó bạn thấy tự dưới đó lên đây nè, đó tới đây. Lúc trước mình văng khu vực này có cỏ nha bạn, mà tại vì do ông chủ bờ ông xịt thuốc cỏ cái cho nên nó chấm gì các bạn, mà chấm chấm miễn mà có gắn nó đi qua đi lại nó vẫn dính nha mấy bạn. Nhiều khi bên sông đó đó các bạn, đó nhiều khi bên sông nó lội qua đây nó kiếm ăn không chừng mấy bạn ơi. Tại gắn lãi gì không ngựa này lội gọc cọc à. Năm đợt cũng lâu rồi, cỡ 2 tháng trước rồi mình văng ngay chỗ này nè, nó dính được con gắn cặp gắn hổ ngựa bự nha các bạn. Bữa đó đi tưởng thắt không, về tới đây tán con hổ ngựa đâu hai con dính một cặp luôn, 1,6 kg rồi bạn, hàng hổ ngựa chà bá. Còn tay này cũng từng bắt được 3-4 gắn lãi nữa đó mấy bạn. Và chỗ này gắn lãi còn nào nó cạnh cạnh thôi. Đây cặp cái máy kinh này nha các bạn, đây dưới máy kinh nè. Nhờ mấy canh đi soi ban đêm anh cũng ít đi đường này á, chứ anh có đi anh gọi hay lắm mấy bạn là thấy chân à. Đây đã không mấy bạn. Gần tới phút cuối mà cũng vớt được ha. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng máy đây nha mấy bạn.
Rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính, mình test lại mấy bạn xem. Cũng còn không có nhiều lưới nữa mấy bạn ơi. Để mình xử lý nó, giải cứu nó ra coi. Hôm trước này mình cũng có mấy tay nha các bạn. Đây dài vô được 3-4 tay nữa mấy bạn ơi. Rồi mình đi tới tay tiếp theo luôn nha các bạn. Ở dưới góc thì mình cũng có tay nha các bạn. Chà chà. Gì vậy? Thường gắn nước mấy bạn ơi. Một em gắn nước mấy bạn ơi. Đây. Đó mấy bạn thấy nó kênh xà mông với mình chưa? Đó đó. Lè lè lử đó. À, nhìn thấy không? Kênh quá hùng. Nước này hùng quá mấy bạn ơi. Nước này chừng 300-400 gram nha các bạn. Mà không vàng bạn gắn nước nãy nghe mấy bạn. Lâu lắm rồi, mấy cử rồi, không có dính nước. Cử này dính được 2 con mà chết 1 con nha các bạn. Còn đây được 1 con nha mấy bạn. Thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy thành quả của mình nó cũng được 5 chú luôn nha mấy bạn. Đây. Bữa nay nãy sáng mình chơi sớm đầu thăm mấy cử lứa đầu nó chết quớt có luôn, nó không dính 1 con nữa mấy bạn. Mình tưởng thắt thu không nhưng đi tới gần cuối cũng đỡ rồi nha mấy bạn. Này được 2 con gắn lãi với 1 con hổ ngựa nha mấy bạn. Ủa lộn, con hổ hành chứ, hổ hành bậy. 2 con gắn lãi, 1 con hổ hành, 2 con gắn nước mà chết 1 con gắn nước rồi, còn đây 1 con nha mấy bạn. Nãy mấy bạn cũng đã thấy đã chết mình dục rồi. Đó, vậy là cũng được ký mấy mấy bạn ơi. Nội 2 con gắn lãi này không gần cả ký nha mấy bạn, 2 gắn lãi to nha mấy bạn. 2 gắn lãi này là thủ từ 900 g ký đó mấy bạn ơi. Con hổ hành 300 g cũng ký mấy, con này nữa mấy bạn, con này chắc cỡ 300-400 g nữa mấy bạn ơi. Đây, con này chắc cỡ 300 g, 400 g đâu vậy. Bạn thấy không, văng viết mà tại lưới nó gắt te tua gì mấy bạn mà vẫn dính nha các bạn. Tại mấy bạn biết sao không? Con rắn nó đi nó đâu biết né như người ta đâu, nó đi nó cũng tới luôn, đi qua đi lại tới đi qua lui lại, nhiều khi nó chui sơ ý cái dính nè các bạn thấy không? Chỗ cắn đứt dây viền luôn hết giờ. Tại lưới này mình văng 7-8 tắc nha các bạn, tại bờ này là bờ lớn nha các bạn. Từ đây dài xuống nè. Đó, đã không mấy bạn. Rồi. Mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nghe các bạn, mình xử lý con rắn này rồi mình loại còn mấy tay nữa có dính đó, mình test mấy bạn xem. Không ngờ bữa nay gần cuối lại có hiệu quả nha các bạn. Gần cuối vớt giác được mấy chú. Chứ tưởng là bữa nay đi xe không nữa rồi chứ. Rồi đây. Quá ngon. Cho mình ngưng đây nghe các bạn. Rồi đây mình vô khu vực bờ xài nữa nghe mấy bạn. Khu vực bờ xài chứ ở đây người ta trồng đu đủ nha mấy bạn. Đu đủ mít đường lum chân. Đây này đây bạn thấy cái trái mít mà chuột nó ăn vậy nè mấy bạn. Đó, chuột móc vậy đó nghe bạn, quê mình là nội mang vậy không là mấy bạn biết chuột cỡ nào nha. Rồi đây mình test thẳng ra đây luôn nha mấy bạn. Bên đây mình có tay mà tay này từ lúc mình văng tới giờ nó cũng chưa dính nha mấy bạn. Bữa nay có cỏ phủ phủ rồi không biết im không đây. Cái lúc trước thì nó chóc lỏng rồi mấy bạn ơi. Mình văng trong góc xài nè mấy bạn. Hình như có dính nha bạn ơi. Em hổ nón mà không bự khung mấy bạn ơi. Đây, nhìn thấy đã không? Con này không bự khung nha mấy bạn. Trời trời. Trời trời trời. Bậy ghê ha. Con này cũng nhỏ nha mấy bạn. Đây, nhổ luôn cái đài mấy bạn thấy không? Mình cắm cặp mé mương đó yếu quá nó nhổ. Trời trời trời. Rồi đây để mình đấu vào ngoài nha mấy bạn. Đây, đó đó bạn, đó đó. Nhào nhào đó. Con này không to hung nha các bạn. Con này chắc cỡ nửa ký đổ lại hả mấy bạn ơi. Tại nó phùng lên nhìn thấy nó bự gì nha bạn, chứ con này có nửa ký hả chứ không to hung. Ghê nó gồng không bạn, kệ nó gồng lên nhìn thấy bự nha các bạn. Gồng lên nhìn thấy dữ dằn nha. Chứ sự thật rắn này nó không bự hung nha các bạn. Rắn này cỡ nửa ký nha các bạn ơi. Đó. Đó, đã không mấy bạn. Bữa nay đầu ấy đi một luồng lưới mà mấy bạn suy nghĩ nó không dính mà tự nhiên về cái luồng lưới này còn không có nhiều tay mà dính nghe mấy bạn. Bởi làm nghề này thì mình cũng nói mấy bạn không biết trước được nghe mấy bạn. Nhiều khi còn 1-2 tay nó dính, 1-2 gắn bự là mình cũng trở thành chúng nữa đó nghe bạn. Còn mà nhiều khi nguyên luồng lưới gì đó mà mới vô đậu dính mấy con cái tự nhiên nguyên đợt từ đó đi cái hết lưới luôn mà nó không dính nghe mấy bạn, ngộ vậy đó. Rồi bữa nay nói chung là thành quả mình vậy là cũng tạm được nghe mấy bạn. Thì nãy giờ mấy bạn đã thấy đó. Đây. Đây là cái túi gắn lãi nha bạn, đây con gắn nước hồi nãy nè.
sao tối quá rồi. Đây, đó. Túi này 3 con, đây còn 4 con, dục con là 5 con này là con thứ 6 nha các bạn. Vậy là nãy giờ thành quả của mình là cũng được 6 chú nha các bạn. Vậy là cũng tạm được rồi, trúng luôn đó nha các bạn. Từ thác mà mình chuyển thành trúng rồi nha các bạn, là hên rồi đó. Nhờ luồng lưới cuối này còn có mấy tay cuối mà nó dính lai gai 3 4 tay cái nó dính một con, 3 4 tay dính một con cũng đỡ nha các bạn. Chứ còn đầu trên nãy hồi sớm mình đi không dính một con. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn, mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Tại lý do mình đi con mình á mấy bạn thông cảm giùm mình ha. Rồi mình về tới nhà nha mấy bạn, nãy giờ thăm cũng không dính đâu mấy bạn ơi, thì thành quả bữa nay cũng tạm được nha mấy bạn. Đây được một em gắn lại, ủa gắn nước nha mấy bạn. Dưới đây nãy giờ mình được như nè các bạn. Thành quả bữa nay nó nghe các bạn. Đầu vụ đi mấy cái luồng đầu nó không dính mấy bạn ơi, tưởng đâu thắt không mà vô mấy luồng cuối cũng đỡ nha các bạn. Đây thì mình được hai con gắn lãi, một con hổ ngựa, một con hổ hành. Là 4 con với hai con gắn nước mà chết con bỏ nha các bạn, còn được con nè các bạn là tổng cộng bữa nay mình được 6 con nha các bạn. Đó, 6 con chết con còn 5 con. Đó mấy bạn. Nước này nha các bạn. Đây, còn hổ hành này không bự nha các bạn. Rồi, mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng clip ở đây nha các bạn. Nếu mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ thì nha các bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Thôi giờ mình bye bye mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.